là chương trình livestream buổi trưa ngày 11 tháng 3 năm 2024. Hôm nay chúng ta có rất nhiều những thông tin nóng mới liên quan đến Công Phượng. Công Phượng đã có mặt tại Việt Nam vào ngày hôm qua, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2024 và sẵn sàng đợi lệnh của huấn luyện viên philippe Chuse để lên tập trung đội tuyển quốc gia. Đó là thông tin mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay thì câu lạc bộ thép xanh Nam Định cũng đã chính thức công bố bản hợp đồng mới. Đó là bản hợp đồng Nguyễn Tuấn Anh mượn từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từ nay cho đến hết mùa. Ban kỷ luật cũng đưa ra án phạt dành cho Nguyễn Tăng Tiến, cầu thủ đã phạm lỗi thô bạo với Phạm Tuấn Hải để cho đương kim của bóng bạc Việt Nam phải xa sân cỏ khoảng tầm 1 tháng và vắng mặt trong hai trận đấu của đội tuyển quốc gia của chúng ta trong tháng 3 này với Indonesia hai trận đấu rất quan trọng. Đó là án phạt treo giò 4 trận và phạt thêm 20 triệu nữa. Đó là những thông tin mới nhất nóng nhất mà Việt Long Minh Hải muốn chia sẻ với các bạn vào ngày hôm nay. Câu chuyện của Công Phượng sẽ là một câu chuyện rất chi tiết và có tính hệ thống Ngày hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này Và đương nhiên rồi, các bạn hãy chúc mừng tất cả chúng ta Tuấn Anh, khi mình nói là Tuấn Anh ra với câu bộ thép xanh Nam Định Rất nhiều người đã mắng mình, đã nói mình thế này thế kia Đặc biệt là khi lãnh đạo của câu bộ thép xanh Nam Định vào thời điểm đó Họ vẫn phủ nhận thông tin này Nhưng ngày hôm qua, ngày 10 tháng 3 tại Ninh Bình thì hợp đồng giữa Tuấn Anh và câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã được ký kết và sáng sớm ngày hôm nay thì câu lạc bộ thép xanh nam định đã chính thức công bố bản hợp đồng này mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện này ở phần sau của chương trình các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra bởi vì ngày hôm nay chúng ta chiếm chọn spotlight sẽ là câu chuyện liên quan đến đội tuyển quốc gia liên đoàn bóng đá việt nam đã xác nhận chiều ngày hôm nay 11 tháng 3 huấn luyện viên philip chu sẽ công bố đội hình được triệu tập cho đội tuyển quốc gia để thi đấu hai trận đấu với indonesia vào thời điểm này thì bùi hoàng việt anh cũng đã kết thúc cái đợt khám tái khám và mọi thứ diễn ra khá là tích cực Lát nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn Vào chương trình tối ngày hôm qua Ở những giây phút cuối cùng của chương trình livestream Mình đã cập nhật được thông tin là Đỗ Hùng Dũng sẽ lên đội tuyển quốc gia Đó là sự xác nhận rất là quan trọng Từ phía cầu thủ cũng như là từ phía câu lạc bộ Hà Nội Đó là những cái thông tin rất tích cực Đặt trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam chúng ta đang gặp rất nhiều thách thức vì cơn bão chấn thương. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra và ngày hôm nay thì mình cũng rất mong có ai đó đã từng nói mình là hải mõm à nói rằng mình cầm đèn chạy trước ô tô trong phi vụ của tuấn anh mình cũng rất hy vọng là các bạn sẽ có một lời gì đó nó thật công bằng với mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì chúng ta còn ở phía trước rất nhiều những cái thông tin mới và đôi khi để đưa đến cho các bạn những thông tin mới nó cần cả sự dũng cảm nữa và mình cũng rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn là động lực luôn luôn là chỗ dựa tinh thần để mình có thể gửi đến các bạn những cái thông tin mới nhất và như các bạn biết là cách đây khoảng tầm uh, gần 2 tuần thì mình cũng đã nói khá là nhiều liên quan đến trường hợp của công phượng và đây chính là cái thông tin hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này bởi vì là liên đoàn bóng đá việt nam rất muốn có công phượng sau khi chúng ta thi đấu không tốt ở asian cup và trước đó là những trận đấu thuộc cái fifa đây rất nhiều người nói rằng đội tuyển việt nam của chúng ta bây giờ mất hẳn đi cái tính đột biến mà tính đột biến nó có thể có từ hoàng đức tính đột biến có thể có từ quang hải và có từ công phượng tuy nhiên thì khi quang hải sa sút phong độ à, hoàng đức không còn là chính mình người ta nghĩ nhiều đến công phượng và ông philip chu thì ông có một nguyên tắc là không lựa chọn những cầu thủ không được ra sân trong màu áo câu lạc bộ cho nên là cuối cùng liên đoàn bóng đá việt nam đã làm việc với ông philip chu và ông philip chu cũng đã có một chuyến đi nhật bản sang nhật bản có ba yếu tố quan trọng một là yếu tố liên quan đến khát vọng công phượng có khát vọng hay không công phượng vẫn bảo lưu được khát vọng Thứ hai là dù không được thi đấu trong đội hình chính của Yokohama nhưng Công Phượng vẫn đảm bảo được nền tảng thể lực. Và yếu tố thứ ba quan trọng nhất là ông theo dõi trận đấu của Công Phượng. Đây là trận đấu dành cho đội hình dự bị. Nó không được từng thuật trực tiếp nhưng ông vẫn được xem một trận đấu mà Công Phượng đá cả 90 phút. Sau đó còn xem một buổi tập nữa của Công Phượng với vai trò là tiền đạo cắm. Ông đã cảm thấy rất là ok. Ngay sau khi ông về, ông có cuộc họp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và lúc đó thì nói rằng là ông muốn gọi Công Phượng thì lúc đó bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính xác là văn phòng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chuẩn bị trước một tấm vé. Tấm vé này là tấm vé máy bay dành cho Công Phượng chỉ cần huấn luyện viên Philip Chu chốt hạ là ngay lập tức vé sẽ được đặt cho Công Phượng. Và sau đó khi Phạm Tuấn Hải bị chấn thương và câu lạc bộ Hà Nội xác nhận cái việc là Phạm Tuấn Hải sẽ xa sân cỏ một tháng. Điều đấy có nghĩa là Phạm Tuấn Hải không thể thi đấu trong hai trận đấu gặp Indonesia vé của Công Phượng đã được kích hoạt và Công Phượng đã bay về Việt Nam. Ngày hôm qua là ngày mùng 10 tháng 3 năm 2024, Công Phượng đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua bạn ấy đã có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng xin được chia sẻ với mọi người, đây là một cái thông tin mà mình tin rằng nó sẽ làm cho rất nhiều những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, những người yêu mến Công Phượng, những người tin tưởng vào các cầu binh cảm thấy phấn khích. Mình không dám chắc là mọi thứ nó sẽ diễn ra như thế nào nhưng mình chỉ biết được là công phượng đã có mặt và đang đợi lệnh chiều ngày hôm nay thì liên đoàn bóng đá việt nam sẽ công bố danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia cho trận đấu hai trận đấu với indonesia và chúng ta hy vọng rằng cái tên công phượng sẽ có mặt mình bắt buộc phải nói như thế bởi vì đến bây giờ thì chúng ta đã có thể nói là cái khả năng rất là cao là công phượng được triệu tập rồi bởi vì nếu công phượng không được triệu tập thì mình tin là sẽ rất là khó để bạn ấy có mặt ở việt nam và các bạn cũng biết là theo quy định của fifa thì 4 ngày trước trận đấu thì cầu thủ mới được câu lạc bộ nhả. Tuy nhiên thì liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã làm việc với Yokohama để Công Phượng được về sớm hơn. Và đây cũng là một cái nỗ lực rất lớn từ phía Công Phượng, từ phía câu lạc bộ Yokohama, từ phía huấn luyện viên Philip Chuse và từ phía liên đoàn. Điều này nó đánh tan đi sự hoài nghi của các bạn về việc là có hay không liên đoàn bóng đá Việt Nam cứ để cho ông Philip Chuse ông muốn quyết định như nào thì ông quyết định. Bây giờ ông Philip Chu Chuse đã nhìn thấy Công Phượng là một cá nhân cần thiết để có thể hồi sinh lại cái guồng máy tấn công của chúng ta nhất là trong bối cảnh hiện nay đang có nhiều cầu thủ bị chấn thương nhiều cầu thủ cũng không được tham gia thi đấu và đặt trong bối cảnh chúng ta sẽ phải làm khách trên sân bung các nô với 77.000 khán giả sẽ vây chặt kín sân vận động này và sẽ tạo ra một bầu không khí phải nói là mang tính đe dọa rất cao nếu như không có bản lĩnh sân cỏ nếu không có sự lì lợm thì cũng sẽ rất khó công phượng là người được triệu tập lối chơi cầm bóng đột phá tạo đột biến của công phượng cũng là điều mà đội tuyển việt nam chúng ta đang thiếu nhiều người nói rằng là mình rất là ham mình rất là thích công phượng này kia không tất cả những cái thông tin vào thời điểm đó không thể công bố được Đấy, bây giờ thì mọi thứ nó đã xong xuôi rồi mình bây giờ có thể công bố với các bạn một cái câu chuyện nó mang tính hệ thống mang tính toàn cảnh để mang đến cho các bạn một cái thông tin nó toàn diện nhất bao giờ cũng vậy khi chúng ta có được những thông tin mới mình luôn luôn lựa chọn cái cách là sẽ nhả thông tin dần dần để làm sao nó phù hợp với cái diễn tiến của câu chuyện Bên cạnh đó thì nó cũng không làm cho mình bị việt vị Đấy là những cái tính toán về mặt uh, về mặt thông tin đó uh, Cách đây mấy hôm thì có mấy bạn có comment Không biết là các bạn hôm nay có ở đây không Thì uh, các bạn nói là Minh Hải đã nói rằng là công phượng có cơ hội Điều đấy có nghĩa rằng là nó phải có manh mối Đúng là như vậy Bởi vì một trong những manh mối quan trọng nhất là văn phòng liên đoàn bóng đá Việt Nam Họ đã giữ một cái vé Đấy, và chỉ đợi ông Chu Xe phê chuẩn là ok khi Phạm Tuấn Hải bị chấn thương mình đã thêm lên một cái thông tin là Phạm Tuấn Hải bị chấn thương thì cái cơ hội dành cho Công Phượng là cao hơn. Đó và ngày hôm nay thì các bạn thấy những cái thông tin mình đưa ra nó rất là phù hợp với logic chứ không phải là sau khi mọi thứ nó diễn tiến rồi mình mới nói. Và cái thông tin Công Phượng về Việt Nam chắc chắn là các bạn nghe đây là lần đầu tiên đúng không ạ? Mình thì không muốn nói là mình là người đầu tiên đưa ra thông tin này thông tin kia, kẻo các bạn lại bảo là khoe. Nhưng mà mình đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để có được những cái thông tin này và mình hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ ủng hộ mình sẽ củng cố niềm tin cho mình ví dụ như là trường hợp của tuấn anh giám đốc điều hành của nam định còn gọi điện cho mình nói là mày lấy thông tin đâu ra đấy anh còn chưa có thông tin này bây giờ mà tuấn anh mà không về nam định người ta lại tưởng bọn anh làm việc thất bại hoặc là bọn anh bốc phét mình nói là anh anh cứ yên tâm bởi vì hai chủ tịch đã ok rồi chủ tịch đã gọi điện cho tuấn anh rồi mọi thứ cũng ok rồi bên phía hoàng anh gia lai một số cầu thủ cũng đã chụp ảnh để chia tay tuấn anh rồi và mình cũng biết luôn là mọi thứ nó đang diễn ra theo chiều hướng như vậy tức là tuấn anh đang là người có mọi cái quyền để đưa ra cái quyết định của chính mình bởi vì là cái bản hợp đồng này sẽ phải là ba bên đồng ý là câu lạc bộ thép xanh nam định ok câu lạc bộ hoàng gia lai ok và tuấn anh ok khi mà có ba chiếc ký đấy thì bản hợp đồng nó mới diễn ra được và ngày hôm qua mình nói với các bạn là tuấn anh đã về một cái căn nhà ở ninh bình để ký hợp đồng và sáng ngày hôm nay thì bên phía thép xanh nam định đã công bố chứ không phải là bản hợp đồng được ký vào ngày hôm nay nhiều người nhầm tưởng là ngày hôm nay mình nghĩ là nó có một vấn đề là liên quan đến có thể là ngày giờ. Mọi người cũng muốn là để ý cái ngày giờ một chút cho nó ổn. Bây giờ là những hình ảnh mà chắc là các bạn cũng xem rồi. Đây chính là hình ảnh mà câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã gửi lời chia tay đến người đội trưởng của mình, Nguyễn Tuấn Anh. Nguyễn Tuấn Anh sẽ gia nhập câu lạc bộ Thép xanh Nam Định theo một bản hợp đồng, đồng cho mượn từ nay đến hết mùa giải 2023-2024. Sau đó thì bạn ấy sẽ trở lại để thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai và đây là anh Nguyễn Quốc Phong là giám đốc điều hành của câu bộ thép xanh Nam Định và đây là Tuấn Anh. Đấy, Các bạn nhìn thấy uh, những cái uh, hình ảnh như thế này được chính câu bộ thép xanh Nam Định công bố. Sau khi mình đưa ra cái thông tin này rồi thì mình luôn luôn chờ chờ đội thép xanh Nam Định họ đưa ra cái lời công bố chính thức thì lúc đấy mình mới chốt hạn. Và ngày hôm qua thì mình cũng chia sẻ với các bạn về câu chuyện là Tuấn Anh đã ra Bắc và hiện nay thì bên phía câu bộ thép xanh Nam Định cũng đã chuẩn bị về mặt y tế để hỗ trợ cho Tuấn Anh. Tuấn Anh cũng phát biểu, Tuấn Anh cũng muốn và cũng muốn cống hiến cho câu lạc bộ thép xanh Nam Định. Mình nghĩ là câu chuyện về Tuấn Anh, vì sao mà câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đang lao đao trụ hạng mà vẫn cho cầu thủ quan trọng nhất của mình ra đi. Thì anh Vũ Tiến Thành cũng đã chia sẻ là anh đưa ra một cái nhận định mình nghĩ là rất là đúng. Đấy là tất cả những cầu thủ Nam Định tất cả các cầu thủ của Hoàng Gia Lai sau khi đi các câu lạc bộ khác thì đều chơi tốt hơn. Đấy, ví dụ như là Văn Thanh, Hồng Duy, các bạn nhìn thấy Lê Phạm Thành Long, Triệu Việt Ưng, đấy rồi trước đây là dụng quang nho những cầu thủ đấy ra đi và đã thi đấu rất là tốt và mọi người nói rằng là như thế thì tốt hơn cho cầu thủ và tốt hơn cho đội tuyển quốc gia mình nghĩ là đây cũng là một cái cách mà hoàng gia lai họ hy sinh mùa giải năm nay để chuẩn bị cho mùa giải năm tới năm nay tôi cho anh mượn cầu thủ này thì năm sau tôi mượn cầu thủ khác chuyện này là chuyện rất bình thường trong bóng đá và những câu lạc bộ ở châu âu họ cũng làm như vậy à, có thể năm sau sau khi tuấn anh kết thúc mùa giải năm nay bạn ấy về hoàng gia lai và sẽ có nhiều cầu thủ Hòa gia lai của khóa 1, khóa 2 sẽ trở lại playu, họ sẽ hội quân ở đó vào mùa giải 2024-2025 và mùa giải đó mình biết là câu lạc bộ Hòa gia lai sẽ đặt mục tiêu giành chức vô địch. Về Tuấn Anh thì những điều khoản cá nhân thì mình chưa tìm hiểu được, mình xin phép nợ các bạn uh, câu chuyện này. Uh, mình nghĩ là sẽ kể cho các bạn sớm thôi, câu chuyện này mình nghĩ là sẽ kể cho các bạn sớm thôi. Uh, câu chuyện thứ ba là câu chuyện liên quan đến tăng tiến, tăng tiến thì sáng ngày hôm nay uh, ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ra quyết định phạt nguội đối với Nguyễn Tăng Tiến. Theo đó thì Nguyễn Tăng Tiến sẽ bị treo giò 4 trận và bị phạt 20 triệu sau khi có một pha phạm lỗi nguy hiểm đối với Phạm Tuấn Hải. À, đây là một cái án phạt mình nghĩ là nó cũng đúng người đúng việc. Bởi vì là ban quỷ luật cho rằng đây là cái việc xâm hại sức khỏe của người khác và thi đấu mang tính triệt hạ. Mặc dù Tăng Tiến sau đó thì về có giải thích với anh Văn Sĩ Sơn là huấn viên trưởng của Quảng Nam là Tăng Tiến không có ý là triệt hạ các đồng nghiệp mà cái lối chơi của bạn nó là như thế nhưng mà rõ ràng là vì bất cứ nguyên nhân gì thì nó cũng đã gây hại cho phạm tuấn hải gây hại cho câu lạc bộ hà nội fc và cũng gây hại cho đội tuyển quốc gia của chúng ta à, án phạt 4 trận mình cho là hợp lý huấn luyện viên văn sĩ sơn cũng sẽ thi hành án phạt nội bộ dành cho tăng tiến có thể là treo giò có thể là phạt tiền mình nghĩ là treo giò 4 trận rồi thì thôi à, có lẽ là phạt tiền là ok nhưng quan trọng nhất là anh văn sĩ sơn đang chuẩn bị một cái kế hoạch để giúp cho tăng tiến chơi một cách đúng mực hơn một cách vừa phải hơn bởi vì uh, các bạn biết rồi trong bóng đá phải nhiệt huyết vào sân là phải nhiệt huyết là phải chiến đấu hết mình nhưng nó phải có cái danh giới của nó bởi vì giữa cái việc là chúng ta chơi mạnh mẽ Với cái chơi thô bạo ấy, đôi khi nó chỉ là một làn danh thôi và các bạn cũng biết là đối mặt với những cầu thủ như phạm tuấn hải cũng rất là khó Đấy, và đôi khi đôi khi chỉ còn một cách phạm lỗi nhiều khi chân người ta nhanh quá mà chân chúng ta chậm quá thì hóa ra nó lại là một pha phạm lỗi thô bạo mình thì không có biện minh cho tăng tiến nhưng mà mình nghĩ là án phạt này là đúng người đúng việc và nó cũng gióng lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh dành cho những cầu thủ đang có cái lối chơi khá là rắn, họ phải họ phải trau dồi thêm kỹ năng, họ phải tập luyện thêm để cải thiện thêm những điều kiện về chuyên môn như tốc độ, phán đoán tất cả mọi thứ. Và nó cũng sẽ là một cái ví dụ điển hình cho các câu lạc bộ, họ phải giáo dục lại anh em cầu thủ. Nói là giáo dục thì nghe nó hơi kinh nhưng mà thôi chúng ta phải siết chặt lại cái kỷ luật cũng như là yêu cầu các anh em chơi làm sao cho nó phù hợp. Đó là những cái gì mình chia sẻ với các bạn trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra cho mình. Đó, những cái thông tin như này, mình hôm nay mình hỏi các bạn một câu rất là thẳng thắn là các bạn có đồng ý với cái cách chia sẻ thông tin của mình hay không? Nếu mà các bạn mà ok thì mình sẽ tiếp tục theo cái triết lý như thế này, cố gắng bám sát với thông tin, cố gắng khai thác các manh mối và cố gắng đưa đến cho các bạn những thông tin cùng với cái tiến trình của nó Chứ mình không đợi đến khi mà thông tin nó có rồi mình mới nói Ví dụ trường hợp Tuấn Anh thì mình cũng đã rào đón trước 2-3 ngày Sau đó là mình mới chốt hạ Hay là ví dụ thông tin được công phượng thì cũng đã hai tuần rồi Thì nếu mà các bạn ok thì các bạn cho mình một like Ai chưa like các bạn nhớ like cho mình Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình Buổi chiều ngày hôm nay thì Minh Hải có thể livestream sớm hơn Bởi vì là ngay sau khi đội tuyển Việt Nam chúng ta có danh sách Nếu các bạn ok em phát là mình bật máy, mình livestream phục vụ các bạn ngay Sẽ có nhiều những cái trường hợp vắng mặt đáng tiếc thì Minh Hải cũng đã chia sẻ với các bạn trước đây rồi. Một số cầu thủ thì đang nằm trong cái diện là theo dõi thêm. Bùi Hoàng Việt Anh thì mình nghĩ là chắc là ok. Mình nghĩ là chắc là ok. Bây giờ thì bạn ấy chỉ hơi đau chút xíu. Tất nhiên là sau khi mà hết thuốc tê rồi các bạn tưởng tượng khâu 24 mũi mà. Mà ở khu vực miệng này thì nó rất là khó. Ăn uống khó, vệ sinh cá nhân khó, đánh răng khó. Thậm chí là súc miệng nước muối nó cũng rất là sót. Chưa kể là phải rửa bằng những cái thuốc sát trùng nữa. Rất là sót và nó, nó gây khó ngủ các bạn ạ. Đó, và nó chắc chắn là nó sẽ làm cho Bùi Hoàng Việt Anh có những cái cảm giác là nó không được thoải mái lắm nhưng mà thôi là cầu thủ chuyên nghiệp nhất là khi mà Quế Ngọc Hải hiện nay đang chưa có được chưa đa chưa có được một cái lời xác nhận là có thi đấu được hay không và nếu có thi đấu được thì cũng chắc chắn là không thể thi đấu với phong độ cao nhất Bùi Hoàng Việt Anh trở thành cầu thủ quá quan trọng nên là chúng ta cùng chúc cho Bùi Hoàng Việt Anh những điều tốt đẹp nhất bởi vì sự hồi phục sự sẵn sàng phong độ của Bùi Hoàng Việt Anh nó đóng góp một vai trò quan trọng trong cái sức mạnh tổng thể của đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu quyết định của chúng ta ở vòng loại World Cup thứ hai của World Cup 2026. Bạn Kiên Nguyễn nói là anh Hải đã quyết định sang Indonesia chưa? Hiện nay là mình chưa có được cái khách sạn mà đội tuyển Việt Nam ở và chúng ta cũng chưa có sân. Khả năng cao là mình sẽ đi. Thật nói thế thôi nhưng mà nhiều khi rằn rỗi tí thôi nhưng mà cũng không sao à ngày hôm qua mình có đọc được một cái tí, à, một cái um, comment hiện nay mình vẫn đang để ở cái chương trình tối ngày hôm qua à, có một bạn có nói là minh hải dạo này còn cổ suý còn hùa theo mọi người là tẩy chay huấn luyện viên philippe C. mình nói luôn là mình chưa bao giờ tẩy chay huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia mà ở đây chúng ta chỉ có những cái cách để chúng ta chia sẻ chia sẻ quan điểm của mình thôi mình nói là mình chưa bao giờ cầu mong đội tuyển việt nam thất bại để có thể là chúng ta À, gọi là gì để chúng ta tẩy chay một ai đó mình nói luôn là ở cái đất nước Việt Nam này không có một cá nhân nào được đặt cao hơn tổ quốc chứ đừng nói là ông huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia ông ấy còn là một người nước ngoài nữa ông ấy không bao quyền lợi của ông ấy không bao giờ được đặt cao hơn đội tuyển quốc gia nên là không có ông nào mà đi cầu mong cho đội tuyển Việt Nam thua để chúng ta sa thải một huấn luyện viên chả có lý do gì cả họ là người làm cho chúng ta họ không làm được chúng ta sa thải không làm gì chúng ta phải cầu mong cho cả một tập thể thất bại để chúng ta đá một cá nhân ra à, Minh Hải không phải là một cái thằng đầu óc thiển cận không phải là một cái thằng mà 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 ích kỷ theo cái kiểu như vậy chúng ta không vì một cái động cơ đê hèn của cá nhân để chúng ta phải hy sinh cái lợi ích của tập thể ông Chu Xea chỉ là một người thôi thậm chí là đối với mình ông ấy cũng không phải là một người gì đấy quá quan trọng với mình về mặt cá nhân trong khi đội tuyển Việt Nam có rất nhiều anh em của chúng ta trong khi đội tuyển Việt Nam nó là lá cờ tổ quốc đấy cái biểu tượng thiêng liêng của đất nước chúng ta, chả có lý do gì mình phải như thế cả, cho nên mình rất là mong ai đó đang hiểu sai về mình thì các bạn đừng hiểu sai như thế, bởi vì như thế thì rất là tội cho mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với mọi người. Không thực ra là mình cũng không có ý mắng mỏ ai đâu, mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn để các bạn uh, hiểu mình hơn thôi. Chứ còn uh, mình không phải là người có cái đầu óc nó kiểu chẳng nhẽ lại thằng Minh Hải lại chơi như vậy hay sao? Chơi như vậy thì quá dơ. Mình thì không bao giờ phải là người như thế. Đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra ở phần sau chương trình mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Còn bây giờ thì vẫn là Cao Ba Long, sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì, do tuổi tác, do áp lực, do công việc hoặc do cơ địa thì các ba long nó cũng sẽ hỗ trợ các anh em của chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân của mình kéo dài cả thời gian của người đàn ông bây giờ chúng ta sử dụng thì về sau về già chúng ta giảm được nguy cơ bị đau lưng đau xương đau cơ đau khớp giảm nguy cơ thoái hóa xương loãng xương thiếu canxi giảm nguy cơ bị gãy chân gãy tay gãy xương cái sản phẩm này là rất là tốt dành cho người già nó không những là củng cố cơ xương khớp giúp cho chúng ta giảm nguy cơ bị gãy chân gãy tay gãy xương người già mà bị gãy xương là rất khó liền Đấy, và nó cũng giúp cho chúng ta giảm cái nguy cơ bị đau lưng, đau cơ, đau xương, đau khớp. Các cháu nhỏ bị coi xương suy dinh dưỡng chậm lớn, bố mẹ mua cái này cho các con dùng để nó cải thiện cho các con bộ khung để về sau phát triển cả thể lực lên thể hình. Tức là các con vừa to, vừa cao, vừa khỏe mạnh. Các chị em phụ nữ muốn điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác và điều đặn như một chiếc đồng hồ. Như thời còn con gái thì cao ba long luôn luôn là sự lựa chọn số 1. Bởi vì là nó giúp các chị em củng cố lại tất cả mọi thứ. Và quan trọng là các chị em vừa mới sinh con Trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất cơ bản chúng ta truyền hết sang cho con Khi mà chúng ta mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cơ thể chúng ta sẽ yếu ớt và dịu dã Đây là lúc Cao Ba Long giúp các bạn siết lại mọi thứ Giúp các chị em khỏe khoắn chắc chắn và vững vàng Và nó còn điều hòa lại nội tiết tố cho các chị em trở lại như thời của con gái Một sản phẩm cực tốt luôn và giá của nó chỉ dành cho Vlog Minh Hải thôi. Giá này là hàng nào chính hãng, một sản phẩm không chính hãng mình đền các bạn 1 tỷ. Và nếu như các bạn mua thì luôn luôn được giảm giá, luôn luôn được tặng quà Và mình luôn luôn nói với các bạn là giá này chỉ dành cho khách hàng của Vlog Minh Hải mà thôi Số điện thoại mình để trên logo 024 7777 Và website là shop vn Đông trùng hạ thảo giúp các bạn kéo dài tuổi thanh xuân Vì nó bổ sung thêm dưỡng chất Dưỡng chất này bổ nhưng không béo, rất khỏe Thứ hai là bổ sung thêm tế bào và nó bồi đắp đến tất cả các bộ phận trên cơ thể các bạn biết là từng cử nhất cử nhất động này của chúng ta nó đều, đều bị bào mòn về cơ bắp và khi bào mòn về cơ bắp mà các chúng ta không bổ sung kịp thì nó sẽ rơi vào trạng thái cơ bắp bị tong teo dẫn đến da rẻ bị nhăn nheo cơ thể vừa yếu mà vừa xấu còn nếu nó được bồi đắp thì cơ thể của chúng ta sẽ luôn luôn là săn chắc cơ bắp cuồn cuộn đó thì đương nhiên là nó khỏe thôi nó còn kích hoạt cái cơ chế tự hàn gắn nội thương chỗ nào có sự đứt gậy về mặt tế bào đầu nối liền vào chỗ nào có khối u nó lấp đầy khoảng trống khu để lại và nếu như các bạn bị sứt sẹo hoặc là các bạn trải qua phẫu thuật nó lấp đầy cái khoảng trống mà dao kéo và vết sức sẹo để lại trên cơ thể của chúng ta thứ ba đó là tăng cường hệ miễn dịch cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi vòng tròn miễn dịch vòng tròn miễn dịch chính là hệ thống phòng ngự của cơ thể bệnh tật tấn công nếu như cái hệ thống phòng ngự của chúng ta mạnh nó đẩy lùi bệnh tật nhưng nếu như cái hệ thống phòng ngự chúng ta yếu thì bệnh tật nó sẽ xé cái hệ thống phòng ngự này và nó giống như là đi vào khung thành bỏ trống cơ thể của chúng ta sẽ rất yếu từng đường từng lớp từng bệnh từng tật nó sẽ nối đuôi nhau vào để tấn công cơ thể của chúng ta Đây là lúc mà cơ thể của chúng ta cần sự gia cố Ví dụ cơ thể của chúng ta sinh ra được một triệu kháng thể Thì đông trùng hạ thảo sẽ bổ sung chúng ta thêm một triệu nữa là hai Như vậy hệ thống phòng ngự chúng ta tăng lên gấp đôi Nó giống như đang bảo vệ khung thành bởi 11 người Bây giờ được bảo vệ bởi 22 người Các bạn thấy không? Nó cực kỳ tuyệt vời luôn Đấy là lý do vì sao các chuyên gia, các bác sĩ luôn khuyên chúng ta nên dùng Để giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh cái đông trùng hạ thảo này rất tốt với những người bị bệnh khó chữa Những người đang bị bệnh hoặc mới khỏi bệnh Cần chế độ chăm sóc tốt hơn về sức khỏe Những người làm việc nhiều bị lao lực Nó sẽ giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ Và nó giúp chúng ta khỏe mạnh hơn Một sản phẩm giúp chúng ta sống lâu Một sản phẩm giúp chúng ta sống khỏe và sống hạnh phúc Bộ đôi combo này ở số điện thoại duy nhất 02477778877 Và website là shop vn Cảm ơn các bạn rất nhiều à, Các bạn nên mua để dù sử dụng cho bản thân sử dụng cho gia đình và làm quà tặng quà biếu thì combo này là tuyệt vời. Quang Tiệp Hà có đó là anh là một nhà báo chính trực rất trân trọng cảm ơn bạn Quang Tiệp Hà mình sẽ cố gắng để xứng đáng với cái lời khen tặng của mọi người. Việt Hùng Lê ai có những điều không hay với Minh Hải thì nói lời xin lỗi nhé em rất áp lực nhiều khi đưa ra ra những thông tin mới mà nhất là khi một mình mình đưa em rất áp lực bởi vì là mọi người bây giờ ở trên các nền tảng thỉnh thoảng cũng hay mắng em thật sự là nhiều khi em buồn lắm à, trần mạnh quỳnh số 5 nghệ an có được lên tuyển không anh chú nghĩ cầu thủ này đấy trần mạnh quỳnh có trong danh sách đăng ký sơ bộ nha các bạn nhé có trong danh sách theo dõi thì chính xác hơn à, để mình xem xem là trần mạnh quỳnh đang được uh, chuẩn bị ở cái vị trí nào các bạn chờ mình một tí mình uh, có khá là nhiều những cái thông tin uh... nói chung là nhiều khi ấy, các bạn ạ à, để mà có được những thông tin như này là mất rất rất nhiều thời gian Mọi người hỏi mình cũng nhiều Mình cũng phải cố gắng tìm hiểu, cố gắng lấy thông tin Sau đó là mới chia sẻ với mọi người Chứ đâu phải là dễ dàng gì đâu Mạnh Quỳnh hiện nay đang được quy hoạch vào cái nhóm tiền đạo cánh phải Và bạn đấy vẫn đang được theo dõi nhá Mình thì không biết là danh sách triệu tập bây giờ như thế nào Bạn Thu Lưu em đang dùng bộ đôi này rất ok anh Hải ạ à. Đương nhiên là nó chuẩn rồi bạn Hà Quân Trương ở đây là có thông tin Văn Lâm về Hà Nội FC với còn tuyển một thêm một ngoại binh nước của tận goi Hải. Ngoại binh thì họ ký rồi. Còn Văn Lâm thì hôm vừa rồi là anh Bruce là đại diện của Văn Lâm cũng đã gặp mặt quan chức giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hà Nội FC. Chúng mình cũng đang theo cái nguồn đó để có thể chia sẻ với mọi người. Các bạn cứ yên tâm, thông tin ở đâu là Minh Hải ở đó, các bạn ở đâu là Minh Hải ở đó mai thanh của nó là những điều không hay với minh hải bỏ qua đi mình vẫn ok với minh hải cảm ơn mọi người rất là nhiều mọi người cứ ủng hộ em là em sẽ làm mọi người ủng hộ em là em làm luôn bạn à, tính đào văn Còn là áo anh hải mặc đẹp quá ước gì bạn tính đào văn đấy tính đào văn mẫu này là mẫu mới tinh hôm nay mình mặc lần đầu đấy lát nữa mình sẽ chia sẻ nhá chiếc áo này chiếc áo này có cái tên là president tức là tổng thống áo này đẹp áo này thực sự là rất là xịn sò lát nữa mình sẽ chia sẻ nhá bạn bác Duy Lê có nói là cô muốn mua ổ điện Menhao Minh Hải ơi. Cô alo đến cái số cháu để ở đây cho 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 giúp cháu không 0889333300 này. Đấy, cô alo hộ cháu số này cái này là ổn ổn, ổn ngay. À, mình tin là đợt này Công Phượng sẽ có động lực và mình tin là lần này Công Phượng sẽ giúp ích nhiều cho đội tuyển Việt Nam mặc dù vẫn biết rằng đội tuyển quốc gia của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Mình biết là như vậy. Văn Anh Nguyễn, Văn Quyết có lên tuyển hay không? Văn Quyết có trong cái danh sách theo dõi các bạn nhé Có trong cái danh sách để huấn luyện viên Philip Chu Si phân tích Mạnh Cường Đào có nói là Minh Hải ơi sao mạng chập trần thế Ô em cũng không biết, mọi người xem lại hộ em xem là cái uh, đường truyền của mọi người có ổn không Nguyễn Văn Năng có nói là em nghĩ là Công Phượng vẫn là mẫu cầu thủ lớn, vẫn còn đó gen đột biến anh ạ. À, không biết các bạn thế nào nhưng mà mình nghĩ là những cái nét cá tính trong lối chơi của Công Phượng là rất cần cho đội tuyển. Công Phượng có thể là sang Yokohama bạn ấy không được thi đấu nhiều nhưng mà bạn vẫn tập luyện thường xuyên. Mình biết là không được thi đấu thì cái nhịp thi đấu nó sẽ kém, à, thể lực nó sẽ đuối, hơi nó cũng sẽ có một vấn đề. Nhưng mà mình nghĩ là Công Phượng thời gian vừa rồi bạn đã có cả chục ngày rồi bạn ấy chuẩn bị rồi động lực là rất là mạnh rồi và quan trọng là bạn ấy đã trở về việt nam chiều ngày hôm nay chỉ đợi uh, bởi vì ông philip chu ông cũng chưa xác nhận cái việc là ông sẽ gọi công phượng lên chưa là mình nghĩ là không sao cả mọi người uh, chúng ta cứ chờ đợi thôi chờ đợi là hạnh phúc mà công phượng đã về việt nam rồi đấy là điều quan trọng và mình nghĩ là công phượng về việt nam nó sẽ mang lại cho chúng ta thêm rất nhiều những cái yếu tố nữa đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong chương trình này các bạn đặt câu hỏi đi các bạn đặt câu hỏi đi để mình trả lời sơn nguyễn anh hải ơi nguyên mạnh có được lên tuyển hay không mình không biết đâu thật sự là bây giờ nếu mà nói là lên tuyển thì chịu luôn các bạn hỏi là xem có danh sách theo dõi hay không thì mình may ra mình còn biết mình nghĩ là nguyên mạnh sẽ khó đấy mình nghĩ là nguyên mạnh sẽ khó đấy vì cầu thủ indonesia rồi họ nhập tịch nhiều quá cầu thủ to cao nhiều hà quân trương đó là vụ câu lạc bộ à, thủ đô id ai ai ở thế nào rồi anh đợt vừa rồi thì mình có nghe là liên đoàn họ có làm chủ trì một cái cuộc họp nhưng mà hiện nay chưa đưa ra những cái quyết định cuối cùng cho nên là các bạn cứ chờ nhá các bạn cứ chờ sẽ có thông tin sớm thôi mình thì mình nghĩ là ở đâu nó cũng là hà nội cả và sân hà đông hay sân hàng đấy nó là hà nội cả nhưng mà cái thói quen ấy nó quan trọng mọi người quen đến sân hàng đấy rồi giờ tự nhiên đến sân khác nó cũng hơi lạ Toàn Dương theo anh Tiến Linh có được lên tuyển hay không? Mình nghĩ là Tiến Linh thì là phải là chắc chắn chứ. Mạnh Hà Bùi đó là Minh Hải hôm nay đẹp trai quá, áo rất đẹp. Ok, lát nữa em sẽ giới thiệu về chiếc áo này. Chiếc áo này thì combo mua 3 chiếc, nó còn giá nó còn thấp hơn cả cái quà mà các bạn được tặng. Uh, bạn Linh Đan có nói là Bạn Dũng có nói là Tuấn Anh đi là đi luôn Chứ làm gì có chuyện đi hết mùa Rồi về lại Hoàng Anh Gia Lai uh, Các bạn uh, buồn cười nhỉ uh, Hoàng Anh Gia Lai họ cũng đưa ra cái thông tin đó rồi mà Về Các bạn yên tâm là về Rồi các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai họ cũng về uh, hết đấy mà Đấy thì mình chia sẻ với các bạn luôn đây Không có các bạn này bảo mình nói điêu Đây nhá Đây 3 giờ trước đây câu bộ Hoàng Gia Lai đây tạm biệt đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh, Tuấn Anh sẽ chuyển đến thi đấu cho câu bộ Thép Xanh Nam Định này. Giai đoạn lượt về của V-League 2023 2024 này. Đúng không? Bởi vì là Tuấn Anh ra uh, hợp đồng, đồng 3 năm thì mùa năm ngoái bạn ấy đá một, một mùa rồi. Mùa năm nay là mùa thứ hai tức là bạn ấy còn một mùa nữa là mùa 2023 à mùa 2024 2025. 2024 2025 thì là kết thúc mùa này thì là Lương Xuân Trường cũng hết hợp đồng. Đấy, một số cầu thủ hình như là Hồng Duy cũng hết hợp đồng. Văn Thanh cũng hết hợp đồng đấy kiểu kiểu như vậy. Thì những cầu thủ đấy có thể là trở về Hoàng Gia Lai bởi vì mùa sau thì Hoàng Gia Lai sẽ được bơm tiền rất nhiều. Và các bạn biết là cái khát vọng rất lớn của những cầu thủ Hoàng Gia Lai khóa 1 khóa 2 là họ muốn lên đỉnh cao cùng với nhau. Mặc dù bây giờ Văn Thanh cũng đã có chức vô địch V-League rồi. Rồi Lê Phạm Thành Long thì cũng đã có cúp quốc gia rồi siêu cúp. Đấy, bây giờ Văn Toàn rồi Hữu Tuấn rồi Hồng Duy và bây giờ có cả Tuấn Anh thì đang đứng ở ở vị trí đầu bảng rồi. Rất nhiều những cầu thủ đang có thành công, nếu mà có tiếc thì chúng ta hơi tiếc tí cho Minh Vương. Không biết là khi mà như thế này thì không biết là các bạn nghĩ đến cái câu chuyện này với Minh Vương thì các bạn có thấy buồn không? Số lượng người xem của chúng ta đang chuẩn bị cán mức 10.000 người đang xem 10.000 mắt mà số lượng người like của chúng ta mới có 2.000 Các bạn ai chưa like các bạn nhớ like cho mình đi Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình nhá Sơn Nguyễn 1976 Vlog Minh Hải đưa tin về Quang Hải Philip Nguyễn về công an Hà Nội Huấn luyện viên kia đây sắc Và gần đây là Tuấn Anh Và giờ là công phượng quá nhanh và chính xác luôn Vậy mà có người vẫn comment tiêu cực về tin của Minh Hải trả hiểu Em cũng chả hiểu luôn đấy Nhưng mà thôi cuộc đời nó vẫn là như vậy mà những người ghét chúng ta thì luôn luôn ghét những người yêu chúng ta thì luôn luôn yêu bạn huân nguyễn có hỏi à, huân huân ngân hỏi là anh hải có nghĩ là nhân mạnh dũng có được lên tuyển hay không thực ra trong cái bối cảnh như này thì mình nghĩ là nhân mạnh dũng cũng nên Nên có mặt nhân mạnh dũng đá tiền đạo cắm cũng hay lắm rồi nha hà đức trinh bây giờ cũng đang tốt này lê xuân tú cũng đang ok à, buổi trưa ngày hôm nay sau khi huấn luyện viên philip chu review lại tất cả mọi thứ thì chiều sẽ có danh sách nếu mà chiều muộn muộn một tí thì mình sẽ livestream còn nếu mà chiều đầu giờ chiều mà có thì tối chúng ta live stream nhá bạn người con của đá có là năm sau công phượng tuấn anh xuân trường hợp lại là mãi đỉnh năm sau mình tin là câu lạc bộ hoài giai sẽ đặt mục tiêu vô địch mình tin sẽ đặt mục tiêu vô địch bởi vì hiện nay tiềm lực tài chính họ đang khá là tốt Bạn Dung Tạ Đức của nó là áo anh Hải mặc đẹp thế Giá bao nhiêu vậy anh? Nó đang xuất hiện trên màn hình đấy các bạn Combo, có combo 3 chiếc này Có com, có một chiếc này Đấy nhá, ví dụ như là giá một chiếc áo này là 639 000 639 000 cho một chiếc Nếu các bạn mua 3 chiếc thì giá là 1 triệu 398 000 Nhưng các bạn được tặng một cái ví da cá sấu đây Trị giá 1 triệu 598 000 Chứ mình nói là combo các bạn mua 3 chiếc Thì giá nó còn thấp hơn cái món quà để các bạn được tặng và một mặt hàng mà nó không chính hãng thì mình vẫn đền các bạn là 1 tỷ đồng. Và mức giá này chỉ dành cho chương trình livestream của Vlog Minh Hải mà thôi. À, áo này là, là một lụa Nhật Bản. Nó co giãn, đấy, co giãn đàn hồi. Nó mặc nó rất là mát, mềm mịn mượt, mặc nó mát, nó nhẹ. Đấy, và một điều rất quan trọng là nó không bị nhăn. Mình thích nhất là cái vải lụa này là không bao giờ nhăn các bạn nhìn đấy, không bao giờ nhăn. Thế này mà các bạn mà đi công tác các bạn à, vò nó vào vứt vào vali đến mặc của phát là vẫn phẳng lì, chả phải là lượt gì cho mệt mỏi. Các bạn nhớ nhá, mua combo 3 chiếc áo polo có tên là President tức là là tổng thống thì nó chỉ còn giá là 1.398.000đ. Các bạn sẽ được tặng một món quà đó là chiếc ví da cá sấu trị giá 1.598.000đ. Các bạn thấy không? 1.598.000đ giá nó còn cao hơn cả à, cái món quà tặng này giá trị của nó còn cao hơn cả ba chiếc áo mà các bạn mua. Nếu các bạn đến vicento.vn thì các bạn còn có một cái quyền rất lớn là tự thành lập combo. Combo của các bạn càng lớn thì các bạn được càng giảm giá càng nhiều. Combo của các bạn càng lớn thì các bạn được tặng quà càng giá trị. Còn nếu các bạn đến 240 Kim Mã Hà Nội thì các bạn sẽ được uh, giảm giá thêm. Các bạn nhớ nói là các bạn là khán giả của Vlog Minh Hải để được giảm giá thêm nhé. Số điện thoại đây, 00. Chiếm chọn spotlight vào thời điểm này là chiếc áo President. Các bạn nhớ nhớ nhé. Bây giờ trời bắt đầu nóng rồi đúng không ạ? Bắt đầu hanh rồi. Bạn nào bị mùi cơ thể, bạn nào bị à, mồ hôi thì các bạn sử dụng cái áo President này là tuyệt vời luôn. Mình đứng lên cho các bạn xem này. Đây. Vlog Minh Hải đứng đây cho các bạn xem. Áo này các bạn mặc đi làm được, mặc đi chơi được, mặc đi họp được. Sáng mặc đi làm, trưa mặc đi ăn cưới, chiều về đi họp, tối về đi chơi với bạn gái, đẹp tuyệt vời luôn. Nó rất là đa năng, rất là đa dụng luôn. Cái này là vải cốt tông lụa Nhật Bản nhé các bạn nhé. Ok. Bạn lương phiên của đó là áo của anh có gửi sang Đài Loan không? Gửi thì gửi được nhưng mà nó tốn tiền ship. Các bạn nhờ người nhà đặt giúp xong các bạn mang đến là tuyệt vời. Tiếp tục là con tuyệt phẩm này của nhà Menhouse. Đó là MV8. MV8 này lại tiếp tục được giảm giá thêm một phát nữa. Thêm 30%. Tức là các bạn được giảm giá gần 300.000 Trước đây giá combo hai chiếc là đầu 9 968 nghìn Bây giờ về đầu 6 698 nghìn Các bạn được giảm thêm một lần nữa là gần 300 nghìn cho cái combo này Bên cạnh đó thì nó vẫn là con men trước đây Huyền thoại đấy Với cái loại đồng nguyên khối 3 ly Nó chịu tải được đến 4.000W Các bạn cắm 2 ba lồi lẩu Ngoài ra các bạn còn cắm được sạc Rất là đẹp Và nó rất trang nhá Nếu mà các bạn nhìn thấy ở ở trong bữa tiệc của mình Có em men này trông nó rất là thẩm mỹ chứ nó không phải làm cái dài ngoằng nữa, đúng không ạ? Thứ hai nữa là nó sẽ được kết nối với được với 14 thiết bị. À 12 thiết bị gồm có 8 ổ cắm và 4 cổng sạc, hai cổng USB, hai cổng Type C để các bạn sạc những cái thiết bị cầm tay mà không cần cục sạc. Nó vừa tiết kiệm được cho các bạn rất nhiều tiền mà nó còn không làm bừa bộn cái bàn làm việc của các bạn. Ngoài ra là khi các bạn đi công tác giống Minh Hải, các bạn không cần phải mang cục sạc đi. Nó vừa lỉnh kỉnh mà đôi khi chúng ta quên phát Ví dụ như là đi đâu đấy chúng ta quên phát là nó sẽ rất là mệt Đấy à, Một đổi một trong vòng 6 tháng và các bạn được bảo hành lên đến một năm Cái này là các bạn rất là khó để có có được khi mà các bạn mua ở ngoài Nhưng niềm tự hào của mình nó nằm ở anh chàng trung vệ áo đỏ có tên là Atomac này Chúng mình hiểu được rằng để các bạn yên tâm sản phẩm dùng các bạn phải an toàn Và khi các bạn đi ra ngoài anh trung vệ áo đỏ vẫn bảo vệ khung thành Tức là ngôi nhà của các bạn Bảo vệ những người thân yêu của các bạn bởi vì là nó hoạt động giống như một trung vệ Chỗ nào có điểm nóng, chỗ nào có nguy hiểm Ngay lập tức nó sẽ can thiệp và cắt nguồn điện ngay Cho nên là nó sẽ không xảy ra cháy nổ à, Những người lớn tuổi là bố mẹ chúng ta Những người phụ nữ của chúng ta Là vợ, là những người con của chúng ta nữa Thì sẽ được bảo vệ Bởi à, vì anh menhouse này Anh ấy đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu Đó, số điện thoại Mình để trên logo các bạn nhé 0889-333300 Và website vẫn là menhouse vn Mình nhắc lại là combo 2 chiếc bây giờ chỉ còn là 698.000. Các bạn nên mua combo 2, tất nhiên là các bạn mua một chiếc cũng được, nhưng mua hai chiếc nó lợi hơn rất nhiều. Và giá này độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải thôi. Chúng mình đã điêu được với Menhow xuống cái mức giá là kịch sàn. Và các bạn không tìm thấy giá này ở đâu đâu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi. À quên, số điện thoại 0889333300 và các bạn vào là menhao vn nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bạn HLHT Còn nó là Minh Hải ơi Mình muốn mua một cái menhao C4 Một hộp xịt bạc hà Vậy có đi cùng đơn hay không Minh Hải Không ạ Đây là hai nhà cung cấp khác nhau Hai nhà cung cấp khác nhau các bạn nha Bạn Tâm Bé Anh Hải thông tin đáng tin một Còn một số Kênh đưa tin tào lao Ôi thồi em nói thật là Nó toàn lấy thông tin của em Xong rồi nó lại chửi em ấy mà cái bọn đấy là cái bọn đúng là về mặt nhân thân nó rất là không ok cảm ơn mọi người rất nhiều bây giờ thì chúng ta tiếp tục nhá công phượng thế nào rồi chú đấy các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đây bạn tiến phạm văn khang có lên tuyển hay không theo thông tin của mình là có mặc dù văn khang sẽ bị treo dò trận lượt đi gặp indonesia trên sân bung khắc nô nhưng mà khuôn văn khang khả năng cao là sẽ được sử dụng trong trận đấu lượt về. bạn thanh hoàng xuân của là đông á thanh hóa có vẻ như không muốn vô địch ấy anh hải nhỉ không à, đông á thanh hóa muốn vô địch nhưng mà mình nghĩ là họ không có đủ tiềm lực họ đang gặp khá nhiều những cái khó khăn về mặt tài chính ngọc mai minh hải cần lên án mạnh mẽ hơn nạn bạo lực sân cỏ trong v-league kỳ này hải huy cần phải bị phạt mạnh hơn nữa vì theo bình luận trong trận VTV5 Cầu thủ này đã từng chơi xấu Khi ở Hoàng Gia Lai Sao lại Hải, à, Hải Huy đâu Tăng tiến chứ Tăng tiến trước đây cũng đã có pha phạm lỗi với 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 uh, Duy Mạnh Và sau đấy Bầu Đức là treo giò cả cái giai đoạn Cả một cái giai đoạn luôn rồi về sau bạn ấy phải rời Hoàng Anh Gia Lai Hải 22 có hỏi là Quang Hải có lên tuyển không chú Mình nghĩ là chắc chắn Chắc là cũng chỉ còn một vài tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ có cái thông tin này các bạn ạ à. Các bạn không có gì phải lo lắng chờ đợi đâu Chỉ một hai tiếng nữa thôi là chúng ta có thông tin Và những cái thông tin này thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn hết rồi mà Ngọc Mai à xin lỗi anh Tăng Tiến đúng rồi Hải Huy chơi đẹp lắm Hải Huy được gọi là Iniesta của đất mỏ các bạn Hải Huy chơi kỹ thuật lắm Mình thích cả cái tài năng cả cái tính cách của Hải Huy nữa Hải Huy hay lắm bạn phong có số nhi có nói là công phượng về đá thì có thua cũng vui thực sự là thắng hay thua thì nó còn tùy thuộc vào thế trận nhưng mà chúng ta có đội hình mạnh nhất những cầu thủ mà chúng ta mong nhất thì mình nghĩ là vẫn ok mình tin là đợt này cho dù đội của chúng ta có thua đi chăng nữa thì người hâm mộ cũng sẽ ủng hộ đội hơn mình tin là như vậy hà nội fc vừa mới công bố uh, tân minh kỳ anh vừa mới công bố uh, các bạn Thực ra là Hà Nội FC đã công bố từ ngày hôm qua rồi mà Họ đã mua một uh, cầu thủ ngoại nữa Đó là anh Wellington gì đó, Pereira Thực ra thì trước đây mình biết được rằng là anh chàng uh, à, Hà Nội FC này rất thích cầu thủ châu Âu Nhưng bây giờ họ lại đá sang Nam Mỹ Everton Da Silva, Pereira Đấy Có bản hợp đồng uh, từ đây đến hết mùa thôi Hà Nội giờ đang sử dụng những bản hợp đồng ngắn hạn không vấn đề gì đâu các bạn. Rồi còn đầy những cái thông tin nhưng mà mình thì đợt này là mình hơi ưu tiên hơn một tí một chút cho đội tuyển quốc gia. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, những cái thông tin mình đưa ra thì thôi mình sẽ cố gắng, mình sẽ cố gắng những cái thông tin mà mình có, những cái manh mối mình có thì mình sẽ luôn luôn đeo bám. Một lần nữa thì Minh Hải xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho minh hải sự ủng hộ và chính sự ủng hộ các bạn đã mang đến cho mình sự quyết đoán trong việc đưa tin và minh hải sẽ còn trở lại với rất nhiều những thông tin nóng mới và chính xác cảm ơn các bạn rất nhiều bây giờ thì minh hải xin được kính chào tạm biệt